Đường chuyền cho Lan Vy. Lan Vy đánh bóng ra ngoài. 24-22. Đưa bóng ra biên. Công An chắn bóng hay. Và đây là cơ hội để họ cứu nốt set point còn lại. Lan Vy đập bóng tốt ở biên 4. Chắn bóng tốt và Long An là đội bóng giành ngôi vô địch ở giải trẻ quốc gia năm nay. Huấn luyện viên đội 1 cũng đang có mặt. 9. Pha phạm không đúng nhịp giữa Bách Hợp và Bảo Ngọc. Đường truyền không đúng tầm của truyền 2, Bách Hợp cho phụ công áo số 8. Thêm một điểm nữa được ghi cho Vietinbank. Trọng tài bắt lỗi Long An. Đó là lỗi hai chạm. Giờ thì Vietinbank đã thu hẹp khoảng cách xuống còn một điểm. Huấn luyện viên Ngọc Hoa cũng đã hết quyền hội ý. Nhưng Long An cũng đã kịp cắt điểm. Đánh tốt ở vị trí số 3. Và xử lý hay của Bách Hợp để cho Bảo Ngọc có thể dứt điểm. 20-18. Một điểm số rất quan trọng với Long An ở thời điểm này. Long An xin thay đổi vận động viên. Số 23 ra sân, số 9 vào sân. Như ý rời sân để nhường lại vị trí cho Nguyễn Ngọc Anh, chủ công áo số 9. Có lẽ huấn luyện viên Ngọc Hoa đang muốn tận dụng khả năng phát bóng của Ngọc Anh. Đó là phát tấn công của Minh Thu nhưng bóng vẫn chưa chạm sàn. Một cú đập cắm sàn, lần này thì Long An không thể phòng thủ được chiếc pha ra tay gọn gàng của Bùi Hảo Yến. Minh Thu đã hút chắn thành công. Các phụ công của Vietinbank với Minh Thu và Trần Thị Huệ rất chăm trong việc hút chắn. Lan Vy. Đó lại là cú đánh của Minh Thu và tỷ số được cân bằng 20 đều. Giờ thì các cổ động viên của Vietinbank đang bắt đầu nghĩ tới trận đấu thứ 5. Cách đây ít phút khi mà Long An dẫn với một khoảng cách 4 và 5 điểm. Thì ý nghĩ đó có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng bây giờ thì ở trận đấu thứ 4 chúng ta chưa thể nói trước được điều gì khi tỷ số đang là 20 đều. Lan Vy bóng ngoài. Nhưng trọng tài xác định đã có lỗi của Vietinbank. Tài số 2 ông Đoàn Thanh Hùng cho rằng Vietinbank đã mắc lỗi lưới ở pha nhảy chắn bóng này. Lưới đã rung lên. Điểm dành cho Long An 21-20. Lan Vy. Nỗ lực cứu bóng thành công của Vietinbank. Lỗi tấn công hàng sau của đội bóng ngành ngân hàng. Điểm thứ 22 dành cho VTV Bình Điền Long An. Trong sân, khoảng cách lại được thu hẹp xuống còn một điểm, rất kịch tính. Phát bóng rất khó chịu. Cơ hội tấn công và ghi điểm cho Vietinbank. Nhưng cú đánh của Lê Thị Hằng đã đưa bóng ra ngoài sân. Trọng tài số 1 xác định bóng chạm chắn. 22 đều.
22 đều. Quyết định rất dứt khoát của ông Nguyễn Văn Việt. Chúng ta cùng xem lại đường bóng này. Góc máy này thì cũng rất khó để xác định chính xác bóng đã chạm tay chắn hay chưa. Nhưng trọng tài Nguyễn Văn Việt là người đứng gần vị trí đó nhất. Tỷ số 22 đều. Lan Vi. Hải Yến phòng thủ được. Và sau đó là cú đập của Lê Thị Hằng. Tinh thần của VietinBank đang lên. Các mũi công của họ đang dồn toàn bộ sức lực của mình cho từng cú đập bóng. Bây giờ thì VietinBank lại là đội dẫn trước một điểm. Hai mươi ba, 22. Đường chuyền cho Lan Vi. Lan Vi đánh bóng ra ngoài. 24-22. Xét đấu thứ năm đang ở rất gần với VietinBank. Có hai set point. Hết quyền hội ý và huấn luyện viên Ngọc Hoa cũng chỉ còn biết lắc đầu thôi. Lúc này thì không thể giúp sức gì được cho các học trò nữa. Và pha đánh điều chỉnh của Long An. Và họ có điểm. Đội bóng áo vàng cứu được một set point. Nhưng cứu bóng không thành công của đội trưởng Lê Thị Hằng. Thu Trang đã thiếu thông tin với các đồng đội của mình, dẫn tới một đường bóng khó cho Lê Thị Hằng. 23-24. Đưa bóng ra biên. Công An chắn bóng hay. Và đây là cơ hội để họ cứu nốt set point còn lại. Lan Vi đập bóng tốt ở biên 4. Hà Kiều Vi không phòng thủ được chiếc cú đập của người đồng đội ở đội tuyển U20. 24 đều. Long An đã cứu được hai set point. Cơ hội cho VietinBank tấn công ở vị trí số 3. Trâm Anh. Cú gõ bóng cực kỳ khó chịu của số 7. Một đường bóng lỏng tay đưa bóng về phía cuối sân. Bóng hướng vào vị trí số 1, nơi mà không có cầu thủ nào bên phía VietinBank phòng thủ. 25-24 và bây giờ sẽ là Championship Point cho VTV Bình Điền Long An. Huấn luyện viên Ngọc Hoa đang yêu cầu các học trò của mình phải dồn toàn bộ sự tập trung cho đường bóng này. Cầu phát bóng của Bách Hợp. Chắn bóng tốt và Long An là đội bóng giành ngôi vô địch ở giải trẻ quốc gia năm nay. Huấn luyện viên đội 1 cũng đang có mặt tại nhà thi đấu Đông Hà, tỉnh Quảng Trị lúc này để chia vui cùng với huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các cầu thủ trẻ. Long An đã bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình ở sân chơi trẻ quốc gia sau khi vượt qua những đối thủ thực sự là rất khó chơi. Những giọt nước mắt của Lan Vi. Giờ đây thì Lan Vi đã có thể vỡ òa cảm xúc của mình. Một giải đấu với quá nhiều khó khăn dành cho cá nhân Lan Vi. Em đã vượt qua những vấn đề về chấn thương để cùng với các đồng đội chinh chiến cho tới những giờ phút cuối cùng. Một chiếc vô địch rất xứng đáng với những nỗ lực của cầu thủ trẻ Long An. Họ đã bảo vệ thành công ngôi hậu của mình ở giải trẻ quốc gia năm 2024.